Dạ, em xin chào cô chú, anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Dạ, hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 4 tháng 6 năm 2023 âm lịch. Hôm nay là thứ sáu cô chú anh chị. Đầu tiên thì em chúc cả nhà mình một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, cũng như là luôn luôn thành công trong cuộc sống. May mắn đến với mình nha cả nhà. Hôm nay em tiếp tục lại hồi hướng đọc kinh để hồi hướng cho cậu năm cũng như là tất cả chúng sanh muôn loài. Em xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em phát tâm bỏ một chút thời gian ra để hồi hướng cho cậu năm vũ linh nha, cũng như là tất cả chúng sanh. Cô chú anh chị nào mình không đọc được chú đề bi thì mình có thể niệm Phật, niệm danh hiệu Phật để nguyện cầu cho cậu năm sớm được vãng sanh, được siêu thoát nhé. Thì trong lúc hồi hướng thì trong đó thì cũng có ông bà cha mẹ của mình nhiều đời nhiều kiếp, thì cũng nguyện cầu cho tất cả chúng sanh luôn. Và bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em đọc chú đề bi và nguyện nha cả nhà. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đức Di Lặc Tôn Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Long Thần Hộ Pháp Khắp Mười Phương Chư Phật. Còn tên Tài, kênh YouTube là Tài 66 Vlog. Còn cùng với tất cả các cô chú anh chị trên kênh YouTube Tài 66 Vlog. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 6 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão. Chúng con thành tâm cầu xin chư Phật, chư Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp gia hộ cho tất cả chúng sanh muôn loài, cửu quyền của Thất Tổ, của tất cả được an lành, hạnh phúc, nhà nhà no ấm, thiên hạ được thái bình, không còn cảnh chiến tranh, bệnh tật, nghèo khó, tội nghiệp được tiêu trừ, những quan gia, nghiệp báo nhiều đời nhiều kiếp gặp nhau trả vay trong an lạc, không còn hận thù và cùng nhau tu tập. Chúng con thành tâm cầu xin chư Phật, chư Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp gia hộ cho tất cả chúng sanh muôn loài, dù ở quốc độ nào cũng đều gặp được Phật Pháp, nghe được Phật Pháp, hiểu được Phật Pháp và làm theo chánh Pháp. Nhất là phải có sức mạnh tinh tấn tu tập mỗi ngày để cuối đời có thể trở về cõi lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Ra Đắc Đa Đa Ra Dạ Gia, Nam mô A Di Đà Bà Lô Ích Đế Thức Bát Ra Gia Bồ Đề Tạc Đọa Bà Gia Ma Ha, Tạc Đọa Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia. Án Tắc Bà Ra Phật Dễ Số Đất Na Đắc Tọ, Nam mô Tất Kiến Lạc Đỏ Y Mông A Rị Gia Bà Lô Kiệt Đế Thật Phật Ra Lăng Đà Bà, Nam mô Na Ra Cảnh Trị Hê Rị Ma Ha Bằng Đá Sa Mê Tắc Bà A Tha Đầu Du Bằng A Thề Dựng Tắc Bà Tắc Đa Nam A Bà Dạ Ma Phật Đặt Đầu Đắc Điện Tha Nga Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Rị Ma Ha Bồ Đề Tắc Đỏ Tắc Bà Tắc Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Rị Đời Dựng Cô Lô Ít Mông Đổ Lô Đổ Lô Phật Xà Gia Đế Ma Ha Phật Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Địa Rị Ni Thật Phật Ra Gia Gia ra gia ra mà Phật ma ra một đế lệ hay hay thật na ra xong Phật ra xá lợi Phật xong Phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hay rị ta ra thật rị thật điều tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ duy đế đi dạ na ra cần chi đi đi sắc ni na ba dạ ma na ta bà ha tất đại dạ ta bà ha ma ha tất đại dạ ta bà ha tất đại vũ nghệ tất bạc ra dạ ta bà ha na ra cần chi ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng một khi gia ta bà ha tất đại dạ ta bà ha giải kiết ra tất đại dạ ta bà ha Ba đà ma ít tất đà dạ ta bà ha na ra cần chi bằng đà ra dạ ta bà ha ma bà rì thắng ít ra dạ ta bà ha nam mô ra đắc đa đa ra dạ gia nam mô a rì gia bà lô kiết đới thức bằng ra dạ ta bà ha tất điện đô mặt ra bạc đà dạ ta bà ha an tất điện đô mặt ra bạc đà dạ ta bà ha tất điện đô mặt ra bạc đà dạ ta bà ha nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc đa đa ra dạ gia nam mô a rì gia Bà Lô Ích Đế Thức Bát Ra Gia Bồ Đề Tạc Đọa Bà Gia Ma Ha Tạc Đọa Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia
án tắc bà ra Phật dạy số đất na đắc tọa nam mô tất kiến lật đổi mong ma rị gia bà lô kiệt đế thật Phật ga lăng đà bà nam mô na ra cảnh trì hê rị ma ha bằng đa sa mê tắc bà tha đầu du bằng á thầy dựng tắc bà tắc đa nam ma bà già ma Phật lật đầu đắc điện tha nga bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rị ma ha bồ đề tắc đọa tắc bà ma ra ma hê rị đời dựng cô lô ít mong đồ lô Phật xà gia đế ma ha Phật xà gia đế đa ra 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 địa rị ni thật Phật ra gia giá ra giá ra mà Phật ma ra một để lệ hay thất na ra xong Phật ra xá lợi Phật xong Phật xong Phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hay trì ta ra thật trì thật điều tô rô bồ đề già bồ đề già bồ đề già bồ đề già duy đế đi già na ra cảnh trì trì điện sắc ni na ba già ma na ta bà ha thật đại già ta bà ha ma ha thật đại già ta bà ha thật đại vũ nghệ thật bằng ra già ta bà ha na ra cảnh trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha thật ra tăng một khi gia ta bà ha thật đại già ta bà ha giải kiết ra thật đại già ta bà ha ba đà ma ít tất đà dạ ta bà ha na ra cảnh chi bằng đà ra dạ ta bà ha ma bà rì thắng ít ra dạ ta bà ha nam mô ra đắc đa đa ra dạ gia nam mô a di đà bà lô kiết đới thức bằng ra dạ ta bà ha tất điện đô mặt ra bằng đà dạ ta bà ha an tất điện đô mặt ra bằng đà dạ ta bà ha tất điện đô mặt ra bằng đà dạ ta bà ha nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc đa đa ra dạ gia nam mô a di đà bà lô ít đế thức bát ra gia bồ đề tắc đọa bà gia ma ha tắc đọa bà gia ma ha ca lô ni ca gia án tắc bà ra phật dạy số đất na đắc tọa nam mô tất kiến lật đọa với mong a rị gia bà lô kiệt đế thật phật ra lăng đà bà nam mô na ra cảnh trì hê rị ma ha bằng đa sa mê tắc bà tha đầu du bằng á thệ dựng tắc bà tắc đa nam ma bà già ma phật lật đầu đắc điện tha nga bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rị ma ha bồ đề tắc đọa tắc bà ma ra ma hê rị đời dựng cô lô ít mong đồ lô phật xà gia đế ma ha phật xà gia đế đa ra đa ra địa rị ni thật Phật ra gia giá ra giá ra mà Phật ma ra một để lệ hay thất na ra xong Phật ra xá lợi Phật xong Phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hay trì ta ra thật trì thật điều tô rô bồ đề già bồ đề già bồ đề già bồ đề già duy đế đi già na ra cảnh trì địa điện sắc ni na ba già ma na ta bà ha thật đại già ta bà ha ma ha thật đại già ta bà ha thật đại vũ nghệ thật bằng ra già ta bà ha na ra cảnh trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha thật ra tăng một khi gia ta bà ha thật đại già ta bà ha giải kiết ra thật đại già ta bà ha ba đà ma ít tất đà dạ ta bà ha na ra cảnh chi bằng đà ra dạ ta bà ha ma bà rì thắng ít ra dạ ta bà ha nam mô ra đắc đa đa ra dạ gia nam mô a di đà bà lô kiết đới thức bằng ra dạ ta bà ha tất điện đô mặt ra bằng đà dạ ta bà ha an tất điện đô mặt ra bằng đà dạ ta bà ha tất điện đô mặt ra bằng đà dạ ta bà ha nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc đa đa ra dạ gia nam mô a di đà bà lô ít đế thức bát ra gia bồ đề tắc đọa bà gia ma ha tắc đọa bà gia ma ha ca lô ni ca gia án tắc bà ra phật dạy số đất na đắc tọa nam mô tất kiến lật đọa với mong a rị gia bà lô kiệt đế thật phật ra lăng đà bà nam mô na ra cảnh trì hê rị ma ha bằng đa sa mê tắc bà tha đầu du bằng á thệ dựng tắc bà tắc đa nam ma bà già ma phật lật đầu đắc điện tha nga bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rị ma ha bồ đề tắc đọa tắc bà ma ra ma hê rị đời dựng cô lô ít mong đồ lô phật xà gia đế ma ha phật xà gia đế đa ra đa ra địa rị ni thật Phật ra gia giá ra giá ra mà Phật ma ra một để lệ hay thất na ra xong Phật ra xá lợi Phật xong Phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hay trì ta ra thật trì thật điều tô rô bồ đề già bồ đề già bồ đề già bồ đề già duy đế đi già na ra cảnh trì địa điện sắc ni na ba già ma na ta bà ha thất đại già ta bà ha ma ha thất đại già ta bà ha thất đại vũ nghệ thất bằng ra già ta bà ha na ra cảnh trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha thất ra tăng một khi gia ta bà ha thất đại già ta bà ha giải kiết ra thất đại già ta bà ha ba đà ma ít tất đà dạ ta bà ha na ra cảnh chi bằng đà ra dạ ta bà ha ma bà rì thắng ít ra dạ ta bà ha nam mô ra đắc đa đa ra dạ gia nam mô a di đà bà lô kiết đới thức bằng ra dạ ta bà ha tất điện đô mặt ra bằng đà dạ ta bà ha an tất điện đô mặt ra bằng đà dạ ta bà ha tất điện đô mặt ra bằng đà dạ ta bà ha nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc đa đa ra dạ gia nam mô a di đà bà lô ít đế thức bát ra gia bồ đề tắc đọa bà gia ma ha tắc đọa bà gia ma ha ca lô ni ca gia án tắc bà ra phật dạy số đất na đắc tọa nam mô tất kiến lật đọa với mong a rị gia bà lô kiệt đế thật phật ga lăng đà bà nam mô na ra cảnh trì hê rị ma ha bằng đa sa mê tắc bà tha đầu du bằng á thệ dựng tắc bà tắc đa nam ma bà già ma phật lật đầu đắc điện tha nga bà lô hê lô ca đế di hê rị ma ha bồ đề tắc đọa tắc bà ma ra ma hê rị đời dựng cô lô ít mong đồ lô phật xà gia đế ma ha phật xà gia đế đa ra đa ra địa rị ni thật Phật ra gia giá ra giá ra mà Phật ma ra một để lệ hay thất na ra xong Phật ra xá lợi Phật xong Phật ra xá gia
holo holo ma ra holo holo hi ri ta ra ta ra tắc trì tắc điều tô rô tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ duy đế đi dạ na ra cần chi trì điện sắc ni na ba dạ ma na ta bà ha tắc đà dạ ta bà ha ma ha tắc đà dạ ta bà ha tắc đà vô ngại tắc bạc ra dạ ta bà ha na ra cần chi ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tắc ra tăng la một khay gia ta bà ha ta bà ha tắc đà dạ ta bà ha giải kiết ra tắc đà dạ ta bà ha ba đà ma ít tắc đà dạ ta bà ha na ra cần chi bằng đà ra dạ ta bà ha ma bà rì thắng ít ra dạ ta bà ha nam mô ra đắc đa đa ra dạ gia nam mô a di đà bà lô kiết đới thức mặt ra dạ ta bà ha tắc liên đô mặt ra bậc đại dạ ta bà ha an tắc liên đô mặt ra bậc đại dạ ta bà ha tắc liên đô mặt ra bậc đại dạ ta bà ha nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc đa đa ra dạ gia nam mô a di đà bà lô kiết đới thức bát ra gia bồ đề tắc đỏ bà gia ma ha tắc đỏ bà gia ma ha ca lô ni ca gia án tắc bà ra phật dạy số đất na đắc tọa nam mô tắc kiến lật đỏ với mong ma rị gia bà lô kiết đới thật phật ra lăng đà bà nam mô na ra cảnh trì hê rị ma ha bằng đá sa mê tắc bà tha đầu du bằng á thầy dựng tắc bà tắc ra nam ma bà già ma phật lật đầu đắc điện tha án a bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rị ma ha bồ đề tắc đỏ tắc bà ma ra ma hê rị đà dựng cô lô ít mong đồ lô phật xà gia đế ma ha phật xà gia đế đà ra đà ra địa rị ni thật phật ra gia gia ra gia ra mà phật ma ra một đế lệ hay hay thất na ra xong phật ra xá lợi phật xong phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê rị ta ra tắc trì tắc điều tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ duy đế đi dạ na ra cần chi trì điện sắc ni na ba dạ ma na ta bà ha tắc đà dạ ta bà ha ma ha tắc đà dạ ta bà ha tắc đà vô ngại tắc bạc ra dạ ta bà ha na ra cần chi ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tắc ra tăng la một khay gia ta bà ha tắc đà dạ ta bà ha giải kiết ra tắc đà dạ ta bà ha ba đà ma ít tắc đà dạ ta bà ha na ra cần chi bằng đà ra dạ ta bà ha ma bà rì thắng ít ra dạ ta bà ha nam mô ra đắc đa đa ra dạ gia nam mô a di đà bà lô kiết đới thức mặt ra dạ ta bà ha tắc liên đô mặt ra bậc đại dạ ta bà ha an tắc liên đô mặt ra bậc đại dạ ta bà ha an tắc liên đô mặt ra bậc đại dạ ta bà ha nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc đa đa ra dạ gia nam mô a di đà bà lô ít đới thức bát ra gia bồ đề tắc đỏ bà gia ma ha tắc đỏ bà gia ma ha ca lô ni ca gia án tắc bà ra phật dạy số đất na đắc tọa nam mô tắc kiến lật đỏ với mong ma rị gia bà lô kiết đới thật phật ra lăng đà bà nam mô na ra cảnh trì hê rị ma ha bằng đá sa mê tắc bà tha đầu du bằng á thề dựng tắc bà tắc ra nam ma bà già ma phật lật đầu đắc điện tha nga bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rị ma ha bồ đề tắc đỏ tắc bà ma ra ma hê rị đà dựng cô lô ít mong đồ lô phật xà gia đế ma ha phật xà gia đế đà ra đà ra địa rị ni thật phật ra gia giá ra giá ra mà phật ma ra một đế lệ hay thất na ra xong phật ra xá lợi phật xong phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê rị ta ra tắc trì tắc điều tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ duy đế đi dạ na ra cần chi trì điện sắc ni na ba dạ ma na ta bà ha tắc đà dạ ta bà ha ma ha tắc đà dạ ta bà ha tắc đà vô ngại tắc bạc ra dạ ta bà ha na ra cần chi ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tắc ra tăng la một khay gia ta bà ha tắc đà dạ ta bà ha giải kiết ra tắc đà dạ ta bà ha ba đà ma ít tắc đà dạ ta bà ha na ra cần chi bằng đà ra dạ ta bà ha ma bà rì thắng ít ra dạ ta bà ha nam mô ra đắc đa đa ra dạ gia nam mô a di đà bà lô kiết đới thức mặt ra dạ ta bà ha an tắc điện đô mặt ra bậc đại dạ ta bà ha an tắc điện đô mặt ra bậc đại dạ ta bà ha an tắc điện đô mặt ra bậc đại dạ ta bà ha. Dạ em xin chào cô chú anh chị quá, nãy giờ thì em cũng có đọc chú đề bi và hồi hướng cho cậu Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Ngoan, pháp danh là Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi, được an táng tại nghĩa trang Hô Viên, tỉnh Bình Dương ngày 9 tháng 3 năm 2023. Cùng với tất cả 10 phương pháp giới chúng sanh sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Vậy thì nếu cô chú anh chị nào có tâm phát tâm thì đọc theo em ha, còn mình đọc không được thì hãy cùng với em niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Chúng ta niệm một tiếng A Di Đà Phật, tức là vô lượng thọ Phật, tức là ngài thọ mạng dài dằng dặc vô lượng, vô biên chịu ức kiếp, và vô lượng quang Phật, tức là hào quang của ngài sáng vô cùng chiếu khắp 10 phương, không bị cái sự vật nào mà ngăn cản được. A Di Đà Phật là một vị giáo chủ ở cõi Tây Phương Cực Lạc, có quyền lực tiếp dẫn chúng sanh 10 phương vãng sanh
Về cảnh giới của Ngài, nếu ai biết niệm Phật và thành tâm đủ nguyện hạnh thì Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn hương linh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Sau khi mạng dứt ở cõi Ta Bà này cô chú anh chị, thì sáng hôm nay em có một chút thời gian để bỏ ra một chút thời gian để đọc chú Đại Bi và niệm danh hiệu Phật để nguyện hồi hướng cho tất cả các chúng sanh mười phương. Thì em có lẽ là em xin chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn ở đây, tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo trong ngày hôm nay của em ở trong mộ cầu Năm Vũ Linh nha. Sáng hôm nay thì trước khi kết thúc video thì một lần nữa em mến chúc cô chú anh chị mình có nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, trong công việc, mọi việc thuận lợi, suôn sẻ, trôi chảy đến với mình cả nhà. Em cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã luôn luôn ủng hộ em, đóng góp những ý kiến, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn với em. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Và bây giờ em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.